Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện làng chuyện bản của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với một bản làng. Dù nằm giữa rừng thì đời sống của bà con vẫn đủ đầy như người dân ở các đô thị. Ở giữa rừng cây xanh, nhiều ngôi nhà tiền tỷ đã được mọc lên, sang trọng và tiện nghi, thể hiện một cuộc sống no ấm của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả nhờ vào một loại cây chủ lực trong phát triển kinh tế, đó là cây mơ vàng. Thế nhưng câu chuyện về cây mơ cũng lắm nỗi thăng trầm. Nhiều gia đình nông dân Bắc Cạn cũng đã phải trải qua những ngày tháng đầy biến động với loại cây trồng góp phần làm nên sự sung túc của họ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện từ những ngôi nhà tiền tỷ giữa rừng. Thôn Nà Nguộc, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, trong một buổi trưa mùa hạ. Nghỉ ngơi sau buổi làm vườn, vợ chồng anh Đặng Phúc Thanh, dân tộc Dao Đỏ, lại tìm về những chương trình yêu thích của mình trên truyền hình. Từ ngày dồn tiền xây được ngôi nhà gần 1 tỷ đồng này, với anh Thanh, ngôi nhà giờ đây không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là nơi để vợ chồng anh có một cuộc sống tiện nghi hơn, tiếp cận nhiều hơn với các thiết bị gia dụng hiện đại. Thì ngày xưa nó đói nhiều quá thì mình muốn thoát nghèo ấy. Ôi, ngày trước, từ 2000 về trước nó đói nhiều lắm. Như thời điểm này không có tí tiền, kể cả mua xà phòng không có. Thôi mình quyết tâm thôi. Đấy. Quyết tâm. Chưa đầy chục năm trước, Nà Nguộc vẫn là một trong những thôn nghèo khó khăn nhất của xã Cao Kỳ. Nhưng chỉ hơn 5 năm trở lại đây, Nà Nguộc đã thay đổi hoàn toàn. Ở Nà Nguộc bây giờ đa phần là nhà xây có giá trị từ 1 đến 2 tỷ đồng một căn. Những căn bếp đầy đủ thiết bị hiện đại như thế này giờ không còn hiếm ở những ngôi nhà của đồng bào Dao ở Nà Nguộc. Việc bếp núc này đã trở nên dễ dàng hơn, giúp người phụ nữ vùng sâu vùng xa này được giải phóng sức lao động. Bữa cơm gia đình nhờ đó cũng đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng hơn. Cây mơ thì cũng mang lại điều về kinh tế, tức là về kinh tế mạnh của gia đình. Mình cũng làm được nhà cũng có một phần, bây giờ cho con cái đi học cũng có một phần. Nắng lên, tại một gia đình khác ở bản Nà Nguộc, chị Triệu Mai trong lúc chuẩn bị cho bữa cơm trưa còn tranh thủ đưa vào giặt ít quần áo cho cả gia đình. Chiếc máy giặt giờ đây đã trở thành thiết bị không thể thiếu với gia đình chị. Những ngày vừa đi làm vườn vất vả về nhà như hôm nay, tiện ích của những thiết bị hiện đại thật có giá trị với người phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi chị Mai đã tiết kiệm được thật nhiều công sức cũng như thời gian. Khi đời sống đi lên, khi kinh tế gia đình ổn định, thì một cuộc sống tiện nghi là điều các gia đình ở bản Nà Nguộc này đang tự tin hướng đến. Từ lúc cây mơ có quả mơ có giá trị, có người thu nhập ổn định ấy, thì ở trong thôn em thì đa số là phát triển tốt và nhà nào cũng thay được cái, xóa được nhà tạm. Bây giờ là cũng đa số là nhà cũng khang trang, với lại kinh tế ổn định. Khoảng 5 năm trở lại đây, giá thu mua quả mơ khá cao, mang lại đổi thay khá rõ rệt cho các hộ dân trong thôn. Đời sống vật chất cũng như tinh thần được nâng lên hẳn. Được sự đầu tư của nhà nước, hệ thống đường giao thông đến thôn cũng tốt hơn trước, nên hàng hóa lưu thông cũng thuận lợi hơn, bản làng thay đổi nhanh chóng. Hiện địa bàn huyện Chợ Mới đã có nhà máy chế biến quả mơ để xuất khẩu sang Nhật Bản. Cũng có thêm một số hợp tác xã chuyên thu mua chế biến quả mơ. Đây là điều kiện để đảm bảo cho người nông dân yên tâm mở rộng diện tích, tự tin trên con đường xóa đói giảm nghèo. Khi cây mơ bén rễ cho về những vụ mùa bội thu, bà con huyện Chợ Mới không quên những ngày mơ rớt giá. Đi qua những ngày mưa để thấy trân trọng những ngày nắng. Cây mơ có được sự phát triển như hôm nay là thành quả của biết bao con người tâm huyết. Họ đã dành thật nhiều niềm tin và tình yêu cho một loại cây mà họ tin rằng sẽ giúp bà con thay đổi được cuộc sống. Thôn Nà Nguộc có hơn 70 hộ dân tộc Dao, thì có đến 90% trồng cây mơ, hầu hết đã cho thu hoạch. Hộ trồng ít thì mỗi năm cũng thu vài chục triệu đồng, hộ nhiều thu tới vài trăm triệu đồng. Số hộ có nhà xây kiên cố chiếm đến gần 70%. Chứng kiến cái cảnh mà cây mơ nó đã được trồng gần chục năm,
mà bà con lại chặt bỏ thì rất là lãng phí. Cây mơ đã cho thu hoạch rồi mà phải bỏ nó đi thì cũng gần như là chúng ta có cái gì đấy mà bỏ mất một cái đứa con hay bỏ mất một cái vấn đề gì đấy mà nó rất là quý. Sau đó thì bản thân trực tiếp là người được phụ trách cái mảng này thì tham mưu cho huyện ủy là phải xây dựng một cái đề án về phát triển kinh tế và phải xác định là những cái mặt hàng nào, những cái ngành hàng nào là ngành hàng chủ lực để chúng ta tập trung vào những cái mặt hàng đấy thôi. Trong đó có cây mơ. Vườn mơ của gia đình anh Thanh rộng 2,5 hectare. Vào mùa thu hoạch, thương lái tới tận vườn để thu gom. Màu xanh của cây lá ngày hôm nay là kết quả của những ngày tháng dám nghĩ dám làm, dám quyết tâm đi tới tận cùng của khát vọng làm giàu. Lại nhớ khoảng 15 năm trước, khi những cây mơ đầu tiên được trồng trên mảnh đất của gia đình, anh Thanh cũng vui lắm, chăm chút, dồn bao công chăm sóc. Anh gieo vào đất không chỉ là những giọt mồ hôi vất vả, mà còn là niềm hy vọng thay đổi cuộc sống cho gia đình 6 miệng ăn. Thế nhưng trồng mãi, sau 4-5 năm, gặp đúng thời điểm mơ rớt giá. Tiền bán mơ còn không bằng tiền thuê người hái. Buồn trong vườn mơ của gia đình, và càng buồn hơn khi hàng xóm trong thôn đồng loạt chặt bỏ mơ, tìm hướng làm ăn khác. Vậy nhưng người đàn ông dân tộc Dao này không tuyệt vọng. Với lòng quyết tâm, với ý chí kiên cường của người Dao đã bao năm bám đất bám rừng, anh Thanh vẫn đặt hy vọng vào cây mơ. Trong khi nhiều nhà chặt bỏ, thì anh vẫn bỏ công chăm chút cải tạo lại vườn, cắt tỉa cành ra cỗi để chuẩn bị cho vụ thu hoạch tiếp theo. 2010 là nó rớt giá nó xuống, cân với 500-1.500. Bà con người ta bảo ui rẻ thế này thì chặt đi. Mình bảo thôi, đừng chặt. Mất bao nhiêu công rồi, bao nhiêu năm rồi, chặt. Thôi cứ để đấy. May lên 2015-16 nó lên giá. May đấy, mày không chặt. Nhưng mà chặt là cũng thôi đấy. Mà cây mơ này nó mang lại lợi nhuận cho gia đình, bà con trong làng thì rất là nhiều. Những năm 90 của thế kỷ trước, cây mơ bắt đầu bén rễ ở huyện Chợ Mới theo phong trào xóa đất trống đổi trọc. Cây mơ sinh trưởng mang theo một ước vọng nhỏ của người dân khi ấy là có cây giữ đất và có quả để bán tăng thu nhập. Ngày đó, đồng bào nơi đây cũng chưa nghĩ nhiều tới chuyện nhờ cây mơ này mà giúp mình trở nên giàu có. Đã vậy, trồng chưa bao lâu thì mơ lại rơi vào cảnh rớt giá. Thế nhưng với phương châm, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Bằng niềm tin vào đất, cứ thế từng năm lại có thêm nhiều rừng mơ được đâm chồi nảy lộc. Sau giai đoạn châm lắng phải phá bỏ, sự hồi sinh của cây mơ cũng là con đường để nhiều bản làng xa xôi ở tỉnh Bắc Cạn vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo đói. Bà con cũng đã có một giai đoạn cũng rất là thất vọng đối với cây mơ vì cái giá thành và cái sản lượng đầu ra nó cũng không ổn định. Cũng có giai đoạn những năm 2000 là đến 2002 kia là bà con cũng đã chặt phá rất nhiều. Tuy nhiên là sau đó thì theo cái định hướng quy hoạch của huyện thì một số cái bà con mà tiêu biểu ấy họ tiếp tục duy trì và vực lại cái cây mơ. Thì sau đó được vài năm thì bắt đầu có cái thu nhập ổn định từ cái cây mơ. Vườn mơ sau những ngày thu hoạch. Dù đã quá trưa, nhưng bà Tạ Thị Ngơi, người dân tộc Tày, vẫn miệt mài làm việc bên những gốc mơ của gia đình. Chăm chút, đốn tỉa những cành mơ già cỗi, bà Ngơi lại tiếp tục gieo hy vọng cho vụ mơ sắp tới. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Chợ Mới của tỉnh Bắc Cạn, cả cuộc đời gắn bó với nghề nông. Trồng mơ là một trong những loại cây bà Ngơi cùng gia đình đã gắn bó từ nhiều năm nay. Chứng kiến những bước thăng trầm của cây mơ trên mảnh đất này, cho đến nay, bà Ngơi đã khẳng định được tình yêu của mình dành cho cây mơ là hoàn toàn đúng đắn. Ở giai đoạn trầm lắng khi nhiều hộ gia đình phá bỏ mơ, thì bà Ngơi vẫn giữ lại vườn. Sự quyết tâm của bà được lý giải bằng suy nghĩ mộc mạc giản dị như chính con người chất phác của bà vậy.
Gia đình tôi trước đây là cũng nghèo khó lắm, mà giờ là đã kinh tế đã đỡ hơn trước nhiều. Nói chung là chi tiêu gia đình là nó được thoải mái hơn ạ. Hồi đầu mới trồng thì lại được giá, về sau một thời gian là lại rớt giá xuống thấp quá thì bà con cũng là chán nản, là không muốn trồng nữa. Lúc đấy là cũng thế nản ấy, cũng không muốn làm đấy, nhưng mà cũng nghĩ đi nghĩ lại để thôi thì mình cứ có thu nhập thì hàng ngày thế, năm nào cũng có thì cũng hơn là đi làm thuê làm mướn ấy. Cũng chỉ vì yêu thôi. Những con người như anh Thanh, bà Ngươi hay một số hộ gia đình khác ở huyện Chợ Mới, họ có thể không phải là người tiên phong trồng mơ trên đất Bắc Cạn, nhưng họ lại là những con người có một tình yêu lớn đối với cây mơ, một quyết tâm mạnh mẽ trên chặng đường xóa đói giảm nghèo. Khi nhà nhà chặt bỏ thì như những cánh diều ngược gió, họ đã tìm cho mình một lối đi riêng, và càng ngược gió thì diều càng bay cao. Đất đai không phụ công người, những ngôi nhà tiền tỷ mọc lên ngày càng nhiều. Đó là trái ngọt của những người nông dân dám nghĩ dám làm ở mảnh đất phía đông bắc của Tổ quốc. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thì xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mang lại nhiều đổi thay rõ nét cho một xã vùng cao đông bắc. Năm 2022, tổng số hộ nghèo của xã là 165 hộ, giảm tới 43 hộ so với năm 2021. Và thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 38.300.000 đồng một người một năm. Hết năm 2022, xã đã đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 12 trên 13 thôn đã có điện lưới quốc gia. Những con số trên chính là minh chứng xác thực nhất cho định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Dẫu có khó khăn, có thách thức, thế nhưng nhân dân xã Cao Kỳ cùng với chính quyền đã và đang cùng nhau làm giàu cho mỗi gia đình và cũng để mang màu xanh no ấm cho bản làng. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, mỗi bản làng lại có những câu chuyện về sự bứt phá, về những động lực để đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Và chỉ sự quyết tâm của bà con là không đủ, còn cần hơn nữa những chính sách để hỗ trợ cho bà con, để những ước mơ làm giàu trở thành hiện thực. Câu chuyện phía sau những ngôi nhà tiền tỷ ở Bắc Cạn đã khẳng định sức mạnh to lớn của sự đồng lòng giữa nhân dân và chính quyền. Hãy cùng xem là cấp quản lý ở đây đã có những chiến lược phát triển hơn nữa như thế nào cho người dân của mình. Là trong thời gian tới thì tỉnh sẽ hỗ trợ cái đoạn đường từ quốc lộ 3 này vào đến qua cái vùng trồng mơ đấy để khai thác cái lợi thế ở cái khu vực này, và tin tưởng rằng là từ nay đến 2025 là cái vùng này nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Đối với cây mơ vàng ấy thì trong thời gian vừa qua thì đã có một số cái doanh nghiệp đã tổ chức thu mua chế biến ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao để xuất khẩu sang Nhật Bản. Và tôi hiện cho rằng đây là một cái hướng đi bền vững của nông nghiệp, trong đó có bà con nông dân trong thời gian tới. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục kết hợp giữa cái cây trồng, các khu vực trồng với lại cái du lịch sinh thái. Ví dụ như trải nghiệm các cái vườn mơ vàng. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, khó khăn, thậm chí thất bại là điều rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, cách chúng ta đối mặt với những rào cản ấy như thế nào mới là điều cần suy ngẫm. Câu chuyện về bà con dân tộc thiểu số tại Bắc Cạn vượt qua những năm tháng khó khăn trong việc trồng cây mơ vàng đã khẳng định, khi mà có tình yêu với đất đai vườn ruộng thì tình yêu ấy sẽ là động lực giúp bà con có được trái ngọt cuối mùa. Tới đây chúng tôi cũng xin khép lại chương trình Chuyện làng chuyện bản ngày hôm nay với chủ đề Chuyện từ những ngôi nhà tiền tỷ giữa rừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.